Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop ARC tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS, so tiện lợi, và đặt mua ARC BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Audio Jungle. Anh em đã thấy trên tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ được đi trải nghiệm con hàng The Tomat. Đây là cái con hàng mà anh em đang quan tâm khá là nhiều. Ở mức thẻ cộng 1 nó đang có chỉ số là 104. Ở mức thẻ cộng 5 thì chúng ta sẽ có chỉ số 110, khá là vừa phải. Và đây là một con hàng mà chúng ta có thể thấy ngay được cái điểm chỉ số tấn công của nó tương đối là tốt. Tốc độ ở mức thẻ cộng 5 nhìn chung là mức khá. Những cái điểm liên quan đến sút bóng đều đã lên trên ngưỡng 110. Dứt điểm được sút xa đều khá là đẹp. Chúng ta có chọn vị trí 115 nữa luôn. Volley 109. Và cái điểm đặc biệt của con hàng này đó là cái thông số thể hình tương đối ổn, cộng với lại thêm cả hai chân 55. Chiều cao 1m80, 79 cân thì trung bình. Không quá vượt trội nhưng mà nó cũng không quá là thấp bé nhẹ cân. Đặc biệt là mình chú ý tới hai chân 55. Chúng ta có thể thấy được cái bộ kỹ năng kiểm soát bóng của con này tương đối đẹp. Chúng ta sẽ có 5 sao skill ở mức thẻ cộng 5, AI bình thường. Chỉ số ẩn là tinh tế, truyền dài, sút xa, sút và tạt má ngoài và quang người. Tôi đáng tiếc là cái AI nó là bình thường nên là để mà kỳ vọng là con này chạy chỗ và đá ổn định ở một thời gian dài thì cũng đang hơi hỏi chấm. Không đóng được kìa. Không được. Ôi, định đột phá vào đấy. Cái nhịp AS dài thế. Còn tốt luôn, bây khăm. Thao tác của ấy hơi chậm nhỉ. Ôi, cái xi măng này dễ mất bóng thật. Ok. Úi dồi ôi, lê quan. Ui, được tôi mát hơi đuối nhỉ. Được phương án tấn công nó nhiều hơn. Tốt, được tôi mát. Ok luôn này. Quả sút vô lê tương đối ngon đấy. Tốt,
Ở Thomas. Ok luôn này. Tốt nha. Ui, mẹ thằng kia nó vẫn đây rồi. Công nhận quả xoay người hay. Mai chắc không đưa team em ơi. Tốt. Ui rồi ôi, mẹ bị nó kỳ lại kìa. Chẳng đá được nhưng mà không đẹp lắm. Đây rồi. Tình huống xâm nhập vòng cấm hay của đội Thomas. Ui không vào. À đèn quá nhỉ. Tuyệt vị. Ui đỡ uống một kìa. Trông chán không. Tốt. Ui không được. Bật cũng được ấy chứ. Thì mình có bao tài chính bao nhiêu người ta mới căn kè chứ. Đờ Thomas. Được. Và chọn vị trí ok đấy. Harry Kane. Tốt, ok. Thôi nào. Ui dồi ôi, con đồ Thomas này sao cứ bị cảm giác nó bị động nhiều ấy. Ông ảo tưởng về team quá. Đây rồi. Đồ Thomas, ôi. Vãi nổi Văn Đức Sa. Thế chịu. Tốt. Ok luôn. Ui, vẫn có bàn. Tình huống băng cắt hay của đội Thomas. Trước đấy là một đường tạt quá ngon của Neves rồi. Cố lên nào, được không? Được. Tốt luôn. Một tình huống xử lý cá nhân rất là hay của đội Thomas trước đấy. Ui dồi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Hoi Be với lại Sissoko là những phương án ok nhất vị trí CDM rồi. Ok, một tình huống QD ngon này. Ôi. Tốt. Một tình huống phối hợp khá là hay. Ui,
Tốt luôn này. Ui, quả gao khó. Được quá nhỉ. Định mệnh. Về trường hợp của con hàng The Tomat này thì đây là một con ST theo mình thấy là cũng khá hay của mùa thẻ LOL này. Cái điểm mà mình ưng, chim ưng nhất của con hàng này nó nằm ở cái khoản sút bóng. Mình rất là thích cái kiểu sút bóng của The Tomat, mặc dù ra chân không nhanh cho lắm, nói chung là nó cũng ở mức khá. Thì mình thấy là con này dứt điểm khá là tín, khá là tín với một con mà mới có mùa đầu được cái phiên bản ngon như này. Đây là cái điều hơi bất ngờ với mình. Sút khá là thơm, cả chân trái cả chân phải. Mình thấy nói chung là cũng không có điểm gì để chê phần dứt điểm này nhiều lắm, ngoại trừ cái phần ZD. Mình bị duy nhất một khoản là phần ZD thì mình thấy là con này sút không được ổn. Sút ZD mà cảm giác cứ như một đường thẳng hay không. Thêm một cái điểm nữa khiến cho Tomat cũng khá là ngon ở mùa thẻ LOL này, đó chính là khả năng chọn vị trí vòng cấm. Con này chọn vị trí khá là nhạy bén. Tuy vậy thì mình không thấy hài lòng nhất ở cái điểm phản ứng của con này. Hoặc có nghĩ mình nghĩ là một là cái điểm phản ứng này không được tốt, cái thứ hai hoặc có thể là do vần AI. Cái AI của con này thì thứ nhất là AI bình thường nó cũng không giúp cho cầu thủ này quá nhạy bén trong những tình huống chạy chỗ tách người, mà thường đa số là phải nháy quy nhiều. Thực ra nháy quy nhiều thì con này có cái tốc độ cũng khá là ổn thì cũng ok thôi. Nhưng mà mình đặc biệt là mình không hài lòng về cái mức độ phản ứng của con này. Đa số là nó bị cảm giác là nó hơi bị lỡ trớn ấy. Nó không phản ứng nhanh trong những tình huống cần thiết, phải có cái độ sắc của một ông tiền đạo để mà nó ăn hôi được nhanh, có những quả cảm giác nó hơi bị giật mình. Con này nó hơi bị giật mình những tình huống có bóng ở vòng cấm. Còn về cái khả năng phối hợp truyền trọt thì mình thấy ở mức khá. Nói chung là được. Không quá, không hay, không phải là hay đâu, nhưng mà nó cũng nằm ở mức ok. Khả năng dê dắt kiểm soát bóng, đây là một trong cái điểm mạnh của đội Tomat này. Khá là ok với con hàng này khi mà xoay sở dùng skill. Cái điểm dê dắt và cái điểm tốc độ nó nằm ở mức tốt, có thể khai thác sử dụng. Tuy nhiên thì nó không phải là điểm quá mạnh anh em nhé. Điểm mạnh nhất của con này vẫn là sút bóng. Còn về phần đánh đầu thì nó, cái chiều cao của con hàng này thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ không phù hợp cho những cái tình huống mà anh em tranh chấp với lại CB đối phương đâu. Bù lại nó có cái điểm bật nhảy đánh đầu tương đối tốt, với cộng thêm một cái điểm nữa mà mình cũng khá là hài lòng, đó chính là về phần chọn vị trí. Khi mà gameplay này đa số là ăn được đánh đầu thì nhờ khả năng chọn vị trí. Nhìn chung thì đây là một con hàng rất là ok, thơm của cái mùa thẻ LOL này. Với mức lương 22, anh em có thể đầu tư cho team Color Tây Ban Nha hoặc là Real Madrid luôn cũng được. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.